Chúng rút bốn bốn được học clear bốn đường dương cho đó mình liên thi một phẩy bảy dương sắc xa phía phân tích dẫn Unit 23 4 4 finishes finishes và mà đã finish dương 300 time yet bên trong finish lấy cái time yet hanging up having having listening listening lying lying putting 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 reading 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 start 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 study 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 vacuuming vacuuming và đi cứ chế bị nó không về điện unit 23 ok con bồn tỏ dân chập đàm riêng về điện bao nhiêu ok now we start unit 23 when does it happen when does it happen ta biết cả lá nó bên nào Livan on holiday. Livan nó cứ holiday. Complete the Livan daily routine with the word in the box by using the correct form. Write the story in your notebook. Study, start, finish, do, watch, play, listen, form. À lại tại ôi bồn mơ tiệm plek mơ bồ rọc chi con này chân bồn mơ bồ rọc chi con đến con đi xa phần tay này chi một con xa xa đây và ta quật cùng bông chi con tuần này ok nhưng tự lệnh mơ rương bao giờ mình à, bồn bánh bồn mơ thằng ổn nó cứ bồn bánh chân bồn chạm sẽ đập lực rù chạm ôi bồn sẽ đập hay bồn vô bịa tặng ổn nâng vô mô bồn bênh nâng ạc bọt nâng tay mở đầu ok nào start tip script 8.23.1 Lee Wan is a student. He studies 6 days a week. He starts school at 7 a.m. and finishes at 5 p.m. every day. When he gets home, he does his homework on his laptop. He watches TV for an hour with his family. He plays games on his game console for an hour. He listens to his music center at 9 p.m. He falls asleep at around 10 p.m. Okay, now you listen again. Lee Wan is a student. He studies 6 days a week. He starts school at 7 a.m. and finishes at 5 p.m. every day. When he gets home, he does his homework on his laptop. He watches TV for an hour with his family. He plays games on his game console for an hour. He listens to his music center at 9 p.m. He falls asleep at around 10 p.m. And ok, lớp ôn chăm sạp lục rùm ở đó. Lee Wan is a student. Lee Wan cứ chỉ sớm mà nè. He studies 6 days. Quát sắc xa, riêng sổ nâng bởi mỗi tháng ngày nâng mỗi sắp ở đà. He starts school. Quát chô riêng. Lâm mong phẩm phí. And lâm mong phẩm phí. Em. And finishes. Hai. Bình chọc. Lâm mong. 5 p.m. Chẳng mình đây thà start nó dừng thở time s, finish finish nó dừng thở time es. When he get home, lớp bây giờ còn một đọc tế. He does do nó dừng does. He does his homework, got for homework bọc quạt on his laptop, nó lên laptop. He watch watches, watch như time es,
watches TV. Quan mơ tu tu ria pe me ma with his family chi muoi kru sa ba quan. He play game. Play nó dương thảm này. Play. Play game. Play game on his game console. Quan lên game nó ai game console ba quan nó. For an hour ria pe me ma. He listen. Listen dương thảm này. He listen to his music. Quan đọc tầm trầy nhé, music center của con đó, quạt đạp tàu là music center của con đó. At 9 p.m. nó mau không buồn chung. He fall asleep, he fall thành này, fall asleep nó dừng, thì là để lửa. Hai chỉ máu, around around nó và hai là mình chung với nhé, hai chỉ máu đọc. Và trong phone và sân ấp toán của ai, sao đạp lên với nhé. Look at the example for routine and rapid. Relate multi horn này tùm lọp. Routine nếu mới ra chỉ là cái nặng tùm lọp chỉ phải chăm ngày. Ở đây ra mong buồn những thua ấy, mong đọc những thua ấy, mong đọc mỗi thua ấy, anh ha routine. Và tác bởi tùm lọp nó ca thua bởi dưỡng quý vị. Dưỡng thua đáp bằng tác vì mình tiền. Và tìa ra ngày nắng dưng hộp bài mong đọc thế ai mong đọc muối anh đăng ký mệnh hào routine này anh đăng ký mệnh hào habit à và tâm lót cứ vì tiền bộ routine nó cứ về với lý này để dừng cầm nọ tham mong để dừng thua ai mong gì thua ai nó routine mọi rõ tháng ngày he listen to him music at 9 p.m. every night. Quát sắp lần trai bọc quát nó mong bằng bốn điều hòa dụng. Rịp bộ ôn bàn trọng riêng hai tăng phì mê riêng tì đọc chương lúc thì dây ẩm phì máu ôn trọng bàn dễ thắt. Chẳng châm lệch lại này lực rưu chồng ở bộ ôn sắp. Livan is on holiday in Sehanuville. Livan holiday no Sehanuville. Mày đang nộp khách sẽ được. Quạt cổng phong này dây chỉ mới bị xây đạp hai những án cả sẵn thịt tạp phôn đạp thằng ọc nế. Tip script 8.23.2. Hi everyone, how's the holiday? It's great, Bisay. What are you doing now? I'm lying near the pool reading my favorite book on my Kindle. Sounds great. What else are you doing? I'm listening to my favorite singer. I wish I was there with you. I'm having a fantastic time, Bisai. I'm just putting all of my favorite drinks into the poolside refrigerator. Stop teasing me, Liwan. Okay, I'm hanging up my phone now. The old house chef is busy cooking my favorite food in the oven. Tip script 8.23.2. Hi, Liwan. How's the holiday? It's great, Bisai. What are you doing now? I'm lying near the pool reading my favorite book on my Kindle. Sounds great. What else are you doing? I'm listening to my favorite singer. I wish I was there with you. I'm having a fantastic time, Bisai. I'm just putting all of my favorite drinks into the poolside refrigerator. Stop teasing me, Liwan. Okay, I'm hanging up my phone now. The old house chef is busy cooking my favorite food in the oven. Lúc rưu nâng bỏ ôi phôn sạp. Is Liwan having a good time? Ta Liwan nâng sạpài rì rì tế, nâng miền phê lì rà sạpài rì tế. Rưu gà ta Liwan nâng sạpài rì tế. Hi Liwan, Tuesday Liwan. How the holiday? Ta holiday nâng nhàng mạch đá. It's great, vì say, vì ọ chàn, vì say ơi. What are you doing now? Ta nè, cầm phong thua vẻ lắm. I'm lying near. Nhưng còn phong để lại nước đi. Tạm bất L-I-E để dẫn time ING. I-E nước đô là dự bài. Nhưng còn phong để đâu có bài an tự. An sự phâu để chỗ chất vọt nhóm. Được khi đó là sound great. Họ đối chìa lưu tố đi chỗ chả. What are you doing? Ta đã còn phong thua ai xây đi thế. I'm listening to my favorite singer. Nhưng còn phong đọc. Tao nè chung riêng để cho chất kê bọc nhầm. I wish
biết tha I win ấy, cứ khiom bon bon sron mà là khiom bon ở khiom nó lâu chỉ mỗi nè tại vì sai vậy thì bạn ta I'm having khiom cầm bông ta sợ bài gì vì sai thôi I'm just putting khiom cầm bông đã mà là cầm bông đã phê chạm bọc khiom là chơi chặt chỉ cái thằng off thôi nó ngả full size refrigerator lại nhà một tủ cọ đó các bạn ăn hai tật tục thí sinh bị lì vặt vì xảy ra chụp như dây lên sợi thí sinh như dây lên sợi chụp như dây lên sợi cho mình trong tới lì vặt. Ok, I'm hanging up on my phone trong tủ xa phải lời the hotel chef trong phố nó thả kia nó ngồi vui còn phục làm xló mà hộp lại chữa chân kia bọc nhóm nó không lo chúng bớt sân bồn là bọn bán bồn ai vừa đạp xa lần ấy và ta diễn toàn thông một tiết. Look at the example for things that are happening now. I'm listening to my favorite singer in the hotel. Nhóm còn phong snap nè chúng riêng để chơi chất chinh kê rồi bọc nhóm nó còn thật kia nó cứ chỉ timeline mới bây giờ tại tất cả đi ai lâu đi cứ chụp chút chờ mình đây tha phần hai vì bây giờ lìa ở bộ đằng read the sentence and choose meaning chưa rớt à xong tốt an bởi vô hai đừng chưa rớt ở tầng này he listened to him music quát sạp lần trầy hoặc quát nó mong bằng buồn riêng loại dụng he is listening quát công phùng sạp lần đã chung riêng hoặc quát nó không thả kia. Which sentence is about now? Tao ví dụ môi ná ông phía lâu hai ví dụ môi ná rồi thằng ngày chẳng bật mơ phía phía tờ lơ bình dụ thì mùi ní mình hãy thả quát sạp lần trầy hoặc quát nó mong buồn riêng loại dụng chẳng mình là every day chẳng bị habit anh ấy cứ he's listening quạt cầm phong sạp nó mình lại thả nó cười lâu lắm. Complete the sentence with the correct form of the word in bracket chẳng lẽ anh ấy cứ ôn trọng sạp hỏi chưa rồi việc nông vùng ở chỗ nó ngại vô mộng bình là này tập sạp hoặc biết TypeScript 8.23.3 A. Lee Wan does his homework on his laptop. B. Lee Wan is reading his favorite book on his Kindle. C. Lee Wan watches TV for an hour with his family every night. D. Lee Wan is listening to his favorite singer on the hotel's music center. E. Lee Wan plays on his game console for an hour. F. I'm putting my favorite drinks into the poolside refrigerator. G. He listens to his music center at 9 p.m. H. He's hanging up his phone now. Ok, cái crew an ai bọn tập đó. Lee Wan does his homework on his laptop. Lee Wan cứ thua homework bọc quát no laptop bọc quát. B. Lee Wan is reading his favorite book on his Kindle. Lee Wan cầm bông an sự phô để chơi chất trên kê bọc quát nó vào Kindle tạm Kindle bọc quát này. C. Lee Wan watches TV for an hour. Lee Wan mơ tuột tuột watches tại vì e này nó watches TV for an hour. Lee Wan mơ tuột tuột giờ bây mình mong chỉ mỗi nâng cửa xa bọc quát riêng rồi. D. Lee Wan is listening to his favorite singer on his hotel music center. Lee Wan cầm bông sạp đơn tôi đã chuẩn bị để chơi trên kệ bọc quạt nào ai music center center kia e
Lee Won play on his game. Lee Won lên game console. Rịa phê mình máu riêng ra dụng. I'm putting my favorite drink into poolside refrigerator. Nhóm cầm bông đã phê trẻ bọc nhóm tộc nông poolside refrigerator. G. He listened to his music center. Quát đáp tàu music của bọc quát. Nó mong tôi buồn. Music center bọc quát. H. He's hanging up his phone now. Và chẳng ngờ bốn tiếng đáp với một bệnh luôn anh. Look at the picture, choose three pictures. Write two sentences for each picture in your notebook. Chẳng bốn mở rụp hiếp hay dựa xe sẽ cảm phiếm nâng chỗ nâng sẽ không bốn. She's washing the dishes. Nhiêng cầm bốn liền chán. Rụp hiếp mùi nát nhiêng cầm bốn liền chán. Bốn mở. She washes the dishes every day at 5 p.m. Nhiêng liền chán riêng ở ngay nâng mong pram. Tell your partner. Tell your partner about the other picture. Chẳng để xa là cứ thọt bị thô chẳng đừng hỏi phố đi bạp nghiêm mất. Và rồi mình chia sẻ. Miss Mom late for work. Cả nhà mom nâng dư càng nghĩa. Use the word in the box to complete the text. Bà biết nông phần ốc đồng bòi bằng với nhà tập bọn. Put the word into the correct form. Đã kê sắp nó không tùm rung trầm trầm. Chẳng lẽ nếu cứ chọn ở phố đập thiệt hỏi. Chẳng phố đập cho biển đi cho tàu bổng phần. Make, hit, wash, put, bake, shoe, iron, dry. Make nó thua, hit nó cầm đáo, wash nó liếng, put đặt, bake, shoe, chút sống ăn, iron, ốt, ốt áo đấy. Dry nó cứ sống nguồn thua chứ. Tạc ổn sẽ đạt tầng ọc liếc. Về sẽ đáp cư phụ ổn trâu dự chất tức đã hai bụng phân dần lọc vì lệnh mối đo lệnh bằng phì. Dự phía tầng ọc nữa. Tạc. Ok. Tip script 8.23.4. Miss Mom is a teacher. She teaches children in Cambodia. She usually gets out of bed at 5:30 a.m. She makes toast in the toaster. She heats up her breakfast in the microwave. Before she goes to work, she washes her dirty dishes in the dishwasher. She puts her food into the refrigerator. She vacuums the kitchen floor with the vacuum cleaner. She irons her clothes with the iron. She dries her hair with her hair dryer and then leaves for work at 6:30 a.m. Okay, tọc ôn sạp một xa tiết. Tip script 8.23.4. Miss Mom is a teacher. She teaches children in Cambodia. She usually gets out of bed at 5:30 a.m. She makes toast in the toaster. She heats up her breakfast in the microwave. Before she goes to work, she washes her dirty dishes in the dishwasher. She puts her food into the refrigerator. She vacuums the kitchen floor with the vacuum cleaner. She irons her clothes with the iron. She dries her hair with her hair dryer. And then leaves for work at 6:30 a.m. End of. Okay. Oh, ổn được group bỏ phải ổn sẵn đó. Miss Mom, cả nhà Mom, is a teacher. Cứ chỉ group bằng riết mà nè. She teaches children in Cambodia. Niêng bằng riết mấy mấy nâu prate Campuchia. She usually get out of bed at 5:30 a.m. Nếu chị tu tấu, nghĩa là cậu bị đế, nghĩa là chanh bị kre nó. Nó mau prám xàm sập ế ẩm. Si, ta gọi lại nắng bồn đạp bị ấy. Make, si make, make nó dừng thảm hẹt không. Si make toast, nếu thua nồng bằng ăn, in the toaster. Toaster và đạp dừng kiếp nồng bằng ăn.
She heat up her breakfast in the microwave. Vậy là heat liên cầm đảo hẹt hẹt đến dường thèm ai hóc liên cầm đảo hộp hà từ bật bật liếng no microwave. Before she go to work, muốn về là liên tàu thổi cá. She was đến dường thèm ef was washes. She wash her dirty dish. Nên là liền chàn phọc kịch bỏ liếng. Nó ai mà xin liền chàn. Cho nó chàn và lạp lại. Dirty dish nó bị chàn và lạp lại. She, ta là nó dường một bên bị ấy. She put in time ở hóng bị put. She put her food. Liếng ban đạm hồ và hà bỏ liếng tộc nông tu tự cỏ refrigerator. She là năng dừng bình bị ấy. She wet shoe mình là xong ad kitchen floor chỉ môi năng mà xin xong ad wet shoe cleaner mà xin bồn thử lý mà xin xong ad. She là năng dừng bình bị ấy. She iron nó đi iron ốt bằng đấy hình thay mẹ hả. She iron her clothes niềm ốt xin liền bẹo bỏ niếm chỉ môi năng chẳng ốt iron nó chỉ nó hay chẳng ốt. She ấy là này. She thì mở lại lên bờ lắm sọt tỉa muối ở hè. She dry nhưng lục vai chanh thêm IES dry xong ngốt á thôi xong ngốt á. She dry ở hè thì muối nâng ở hair dryer là bà đạp dương bánh rộng sọt xong ngốt. Vậy thì sợi bằng dô chiếc pro học dô chiếc hiện tại ở chiếc sẽ còn xa hả này. And then live for work hay trả trình vì cá nghĩa lại thôi cá nó live for nó cứ trả trình cả lại thôi cá nó bỏ trả trình tàu thôi cá nó mong của mỗi live for nó vì không bị live from live for nó cứ dương trả trình tàu cảnh live for nó bồn thầy chấm dương trả trình tàu cảnh ấy mỗi dương live for. Và thế bởi dương trả chanh bì cả lại nâng tàu cả lại xế nhà nâng live from học nế của ôn chân năng. Chẳng bởi sân của ôn sạp bật toán của ôn ai xa mơ lần mình chẳng hết á của ôn bọc nế. Unscribble the word and complete the sentence. Write the sentences in the notebook. Chẳng của ôn mơ cả lại nế. Bị thằng ổn nâng á. Dù mà một bánh bị e đó đi nế ta của ôn cận mạnh. Hello. Bạch cực mạch mình cực mạch sẽ đảm bóng ở đằng này. Hãy chẳng tiếng. Tiếp script 8.23.6. Tiếp script 8.23.5. A. She makes toast in the toaster. B. She washes her dirty dishes in the dishwasher. C. She vacuums the kitchen floor with the vacuum cleaner. D. She dries her hair with her hair dryer. But chẳng cả lại những cái ôn trong một bệnh viện makes, washes, vacuum, dry. But chẳng ôn trong một bệnh luôn hãy. Use the word in the box to complete the text using the correct form of the verb. Chứng bị là trong bánh miền bị make, bị head, wash, put, vacuum, iron, dry. Make nó cứ thuở, head nó cầm đáo, wash nó liếng, put đạc, vacuum, chút xong ad, iron, nàng ốt. Bà kê sát ta ốt, dry, vừa xung ngột, xung ngột. Tiếp script 8.23.6. Today she is late. It is 6:30 a.m. and she is still lying in bed. It's now 6:35 a.m. She is hurrying to get ready for the day. She is making toast in the toaster. She is heating up her breakfast in the microwave.
She is vacuuming the floor as she is waiting for her food to cook. She finishes eating her food. It's now 7 a.m. Now she is washing her dirty dishes in the dishwasher. She is putting her food into the refrigerator. It's now 7:15 a.m. Now she is ironing her clothes with one hand and drying her hair with the other. Now she is leaving for work. It's now 7:30 a.m. Okay. Tập bốn trăm một đoạn tiếp. Tip script 8.23.6. Today she is late. It is 6:30 a.m. and she is still lying in bed. It's now 6:35 a.m. She is hurrying to get ready for the day. She is making toast in the toaster. She is heating up her breakfast in the microwave. She is vacuuming the floor as she is waiting for her food to cook. She finishes eating her food. It's now 7 a.m. Now she is washing her dirty dishes in the dishwasher. She is putting her food into the refrigerator. It's now 7:15 a.m. Now she is ironing her clothes with one hand and drying her hair with the other. Now she is leaving for work. It's now 7:30 a.m. Okay, now listen to me. I translate this text for you. Hello, all. Chào tất cả lục lưu mà đó, lục lưu an bỏ ra cho bọn ông ấy phôn sạc. Today she is late. Ngày nít niêng dựt về lại. It is 6:30. Viên mau bỏ môi xám sập trực. And she is still lying in bed. Hai niêng nâu tài cầm phụng đệ nhờ lại. Lying tam bất L-I-E. Vẫn thế kỷ lục I-E tránh đạn so vậy. It now. Vì ở lâu cứ mong bỏ môi xám sập She is hurrying up, nhưng cũng không tại vì nhập đồng bài ở rủi rõ xâm rập ngày này. She is, ta lại nâng bồn trâu vòng bình ấy kế. She is making, dùng dụng việc make ní. Making, make lúc y chào thêm ing, making toast in the toaster. She is, lại nâng dương vòng bình phía ấy lại nâng bồn mới. She is heading. Heading, cầm đảo, hộp hạp về bực bỏ nhiếng nó không microwave. She is, ta là nâng dừng bệnh bị ấy. She is vacuuming. 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 The floor as she is waiting her food to cook. Nó bế, nó bế, nó bế là nâng cầm bông rôn chăng hộp hạp bỏ nhiếng nó bây chẳng hạn. She finishes eating là niềng hộp hạt bỏ niềng hết. It now viết màu phần bờ. But now she is alone niềng. Niềng ấy ghế lại nắng dựng đạo kia ấy. She is washing niềng gồm phong tài washing ở đợt thị đích. Cho nên niềng gồm phong tài liên chan và lạ đợt thị đích. Nó không đích vô sở. It now, I love you, mong put up. Now she is, ta là nâng dựng đạp ấy. Là nâng dựng mơ. She is ironing, nên cầm phong ốt ironing. Cầm phong ốt, liền bẹo bỏ niếng, chỉ mỗi nâng đài muối. Mình là ốt, liền bẹo, chỉ mỗi đài muối. Hai nâng, hẹo, liền dựng mơ. Hai nâng ấy cái này, hai cầm phong ta xong muốn sọ bỏ niếng. Chỉ mỗi đài được tay tiệt. Em phải nhập ấy thì mơ đã đăng là kế của đăng đấy. Now she is. Ai lâu cứ liên cầm phong chạy trên thật thuộc cài vì mong phong phớt sản xuất. Chẳng bật sân bồn đập lục cụ ở toàn đấy bồn ảnh bởi vì tổ năng xa lăng với nhá bồn. Unscribble the word in bracket complete the sentence. Chẳng cái lại nâng trong ở bồn nâng dọc biển này. N-I-K âm E G này. Dù mong bình này nè, CEA CEA kế thì mới lại nâng dừng bình mất CEA kế lại nâng nè. Nhìn ấy, ọt bãi, lấy đập mó. Đập đập, đập đập anh bình luôn này. Tip script 8.23.7.
A. She is making toast in the toaster. B. She is washing her dirty dishes in the dishwasher. C. She is vacuuming the kitchen floor with a vacuum cleaner. D. She is drying her hair with her hair dryer. Chắc cô ôn sạp, mấy cô ôn ai bụng bình mất và sạp ở toán cô này mơ xa lầm mình. Chẳng nói cô ôn. Read the text again, choose the correct answer and write the sentences in the notebook. She make toast in the toaster. Tao mùi na ai lâu, mùi na dì rô thịn. Tao vấy, biệt thằng nào nó ai lâu đi. Rô thịn nó cứ đưa cả nạn đi dừng chìa tùm ngọt vừa. Chẳng nói. She is heating the head of a breakfast in microwave. She is washes her dirty dish in the dishwasher. She is put her food into refrigerator. She vacuuming the kitchen floor with the vacuum cleaner. She is ironing her clothes with iron. Which sentence talk about now? Which sentences talk about this thing that happen every day? Chẳng bờ sân và dột nó đi bình chạy vì ai lâu năng nó cứ còn nhiều nhiều còn bằng tay bờ every day nó cứ bình chạy vì routine đi gọi tùm lọ chẳng bộ ổn chơi rồi khuôn ai mất xì make rứa gọi making và dô making cứ khó bạc chẳng ấy để sao bị ổn miền ý hó nó trở lại đi chẳng bộ ổn chơi rồi khuôn ai. Lee Won first date. Listen to the conversation Lee Won is trying to meet friend on the internet. Đáp tờ ca son tình lý, Lee Won cầm phong tài chi diêm chụp mật phẹm mà nè, tạm internet. Chứng đẹp là những người ca nạt chụp, người ca nạt chụp lần bốn là bọc Lee Won. Tốt, ôn sẽ đáp tài mà đó. Script 8.23.9. Tip script 8.23.8. What's your name? My name's Jetra. How old are you? I'm 15. Where do you live? I live near the school. What games do you like to play? I like to play video games on my game console. What do you like to read? I like to read history books on my Kindle. Do you listen to music? Yes, I listen to music on my music center. What do you do in your free time? I'm a bit of a geek, really. I do my homework on my computer. That's great. I'm geeky too. Can we meet for burgers? Okay. Tập ôn snap wrong tiết. Tip script 8.23. Point nine. Tip script 8.23.8. What's your name? My name's Jetra. How old are you? I'm 15. Where do you live? I live near the school. What games do you like to play? I like to play video games on my game console. What do you like to read? I like to read history books on my Kindle. Do you listen to music? Yes, I listen to music on my music center. What do you do in your free time? I'm a bit of a geek, really. I do my homework on my computer. That's great. I'm geeky too. Can we meet for burgers? Okay. Lục lục bỏ ra tầm bọn ở bộ sử dụng. Lee Won. What's your name? Ta nè chung mùa với. My name Jetra. Chung mùa rồi bọc nhóm cư Jetra. How old are you? Ta nè dụ phần màn hết. I'm 15, khi mà dụ đọc rằng chân năm. Where do you live? Ta nè rùn nào anh á. I live near the school, khi mà rùn nào chất xa lại. Lý bản. Ta lại nâng dương bộ ôn trao bộ bình bì ấy. Đây là ngài. Bộ ôn sẽ đọc mấy. Ta dương trao bộ bình bì ấy. Ai bình
bàn thế. Cái lại nâng dương mình bình là what? What game do you like to play? Tên là lên game mà vậy. I like to play. I like to play video game. Nhưng chú chất lên video game on my game console. What? What do you like to read? Tên là chú chất an vậy. I like to read from your jet and history book for WhatsApp. Now my Kindle of him. What lop dang it, Kindle, and keep your way. Lop the Namirian one. Lit Bramley. Do you listen to music? Do you listen to music? Then it's up and trading. Yes. I listen to music on my music center. What do you do in your free time? What do you do in your free time? I'm a bit a geek really. Nhóm khi a geek really. Geek nó mới là unfashionable thì mình toàn sử máy và đặc biệt về informal thì. Cái lại ngắn của ôn trâu một bình 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 này nè. I do my homework. Then I do my homework on my computer. That's great. I'm geeky too. Can you meet for burger? Okay. Chẳng bật sân đạp bật toán bốn ai sẽ đạp xa lắm. Lại này, listen again. Write the question and answer. Write the answer in your notebook. Chẳng bốn chạm sẽ đạp với Google luôn ai. Tạp, chạm đạp sẽ đạp với mọi người. TypeScript 8.23.9. Look over there. Is that Lee Won sitting with a girl? Yes. Do you think they're dating? I'm not sure. What's the girl doing? It looks like she's surfing the internet on her laptop. What's she looking at in her hand? She's looking at pictures on her tablet. What's Lee Won watching? He's watching cartoons on the TV. What's he looking at in his hand? It looks like he's sending text messages on his smartphone. Wow, they're not talking to each other. They're not even looking at each other. Maybe they're already married. Nó trong đi. Hợp ôn sạp mới ní cư nộp lại đi. Bạn tái nó không có lại phụ con đi. Tôi mà chia sẻ được rồi bạp ôn khó bản tích. Chẳng ôn sạp lại ní. Hay một cục con này. Định what your name ní, ôn mơ à tập bọt ní. Thế này. Ôn ai cục con bàn. Và cục rạp ôn chạy lõng. Chẳng ôn tập à thép ní, rồi còn mơ à tập bọt ní. Ôn ai cục con này ní bàn. Rì ai ca sạp mình nhé. Khi chạy ca xoan tình yên này rụt hiệp ní. Chẳng ní, lục rù nâng tập ôi ôn sạp một đoàn tiết bánh mình nít nọc nông nít miền át tập bọt mơ chẳng ôn chạm dự chất tục đạp chuyên sạp ná tập chạp đàm sạp ở clip. Listen again, complete the question and answer with the word in the box, write them in your notebook. Tập chạp đàm sạp. Hãy dự biệt sending, what, watching, what, surfing, what, looking, what, dự một phần nào. Tập chạp đàm. TypeScript 8.23 Psst. Look over there. Is that Lee Won sitting with a girl? Yes. Do you think they're dating? I'm not sure. What's the girl doing? It looks like she's surfing the internet on her laptop. What's she looking at in her hand? She's looking at pictures on her tablet. What's Lee Won watching? He's watching cartoons on the TV. What's he looking at in his hand? It looks like he's sending text messages on his smartphone. Wow, they're not talking to each other. They're not even looking at each other. Maybe they're already married. 8.23.9. Look over there. Is that Lee Won sitting with a girl? Yes. Do you think they're dating? I'm not sure. What's the girl doing?
It looks like she's surfing the internet on her laptop. What's she looking at in her hand? She's looking at pictures on her tablet. What's Lee Wan watching? He's watching cartoons on the TV. What's he looking at in his hand? It looks like he's sending text messages on his smartphone. Wow, they're not talking to each other. They're not even looking at each other. Maybe they're already married. បន្តពីស្ដាប់ហើយបងប្អូនអាចបំពេញខ្លួនឯងបានបើសិនបងប្អូនស្ដាប់បាត់បានទេបងប្អូនអាចស្ដាប់ផ្សាយឡើងវិញដើម្បីបំពេញពាក្យនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងផ្នែកនេះគឺ use the word in the box to make question and answer about picture បាទបាទនឹងរៀបព្រោះបើនិយាយពីឆ្កែវិញហៅព្រោះ cry យំ play លេង eat ហូបញ៉ាំ walk ដើរ action action នោះឆ្លោះគ្នា run rot read act One, is the dog barking? Ta chkai kompong pru ru? Yes, the dog is barking. But chkai kompong pru. Cho rupiep ti pi, on mo rupiep ti pi. Is, yin aja, is the boy crying? Yenge, ti bay. Are they arguing? Ta pu kai kompong pru ni ru? Ti buon ta niang, is, see. Lại nâng ta nhìn ấy kì Is he walking rồi có is he ấy Tì bàm A đầy ta phụ kê ghế A đầy playing football rồi có A đầy ấy Chẳng phụ ai bằng cao vô dụng nâng khuôn ấy Xôm ọc con phụ ôn phụ ôn Đến ọc nế để bàn một sắc xà Chỉ mùi khả nế thằng ngày ní Hai nâng xôm ca chia sài phong ra Chúng phụ ôn phụ ôn Đến ọc nế Chúng phụ ca bằng riêng là bỏ lực rú Thọt vì ta ô tô ní គឺមានការបង្រៀនគឺអានតាមទំព័រដើមនៃមេរៀនទី23ហ្នឹងរហូតចុងទំព័រនៃមេរៀនទី23ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងដែរហើយបងប្អូនបើសិនបងប្អូនមិនច្បាស់ទេបងប្អូនអាចមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយឲ្យកាន់តែយល់តើបងប្អូនយល់បានប៉ុន្មានក្នុងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូនេះគឺវាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចេះអាចបងអាចរៀនបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អូនដែលចេះហើយនឹងហាក់ដូចជាការបកប្រែដែលដែលបន្តិចប៉ុន្តែទោះបីជាកណ្ដាលក៏ដោយបងអូនត្រូវខំប្រឹងប្រែងរៀនខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យខ្លាំងនឹងសម្រាប់អ្នកដែលបងអូនរៀនបានប្រសពកែអញ្ចឹងសូមអរគុណសាជាថ្មីចំពោះមកកាន់ជួបគ្នាថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាGoodbye, ជួបគ្នាមេរៀនទី24ក្រោយទៀត